giờ cập nhật liên tục nha, lo ba tác sơn hùng hùng nỉ hùng mộc nỉ nha anh em, mộc nỉ ba tác ở hai đường tiến, lo hát tốt hết nha, kiểm tra test dầu đây. À, lo cũ kỹ giá hành lý phải chăng 800k cặp này anh em, đây nè đó bát 30 nha. Còn hát thì nói chung lo hàng về thì có lỗi gì thì khắc phục nha, cái này quấn cái bát là nè hai con nha, đó tình trạng một cái bát hai con dầu đó, em nói như thế đó, có phân tầng luôn, cặp này bán 800k đó, anh em nào thấy thích thì liên hệ em đặt hàng. Đây bên trong nè, bên trong có phân tầng đầy đủ nha anh em, có cuộn cảm đó, cuộn cảm đầy đủ nha, cuộn cảm lọc bát chép đó, tụ chép góc này hơi tối nha đó, và một cái chép nha anh em, đây nè đó, cái củ đích chép á, cái hộp đây nè, lo là hai đường tiếng à, hùng nỉ ba tắc, cái vỏ hùng mà hy gáp vô là nhìn còn rất là cứng nè, lo liền lạc đẹp luôn đó, hùng còn đẹp, và cái hùng này dày nha anh em, độ dày nó dày lắm, đây nè dày lắm đó, cái kích thước là dày nè, hùng rinh nặng nha, hùng nặng lắm đó, cặp này em thanh lý giá 800k là lo còn hát nghe nhạc ha, karaoke mình chữa cháy ngon đó. Cái này là đó, làm lợi bát nha, lo có sao nó vậy, nhưng mà làm lợi là hát ngon lành nha anh em đó, nói chung đồ cũ nó cũng phải có trường hợp về hàng nó hư thì mình phải khắc phục đó, thì em chỉ gỡ mô phỏng một cái, còn cái bên đây là bát zin nè, màng thì nó xuống màu nha, còn lưới sắt nó đầy đủ á, lưới sắt để ngoài đó nha. Ở cặp này là 8 tỷ đó, có tiền là có em, ai nổ tài khoản thì lên đơn ha. Hàng này lưu ý anh em là không ship nha anh em, không ship xa nha, giao hàng bán ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, tại hàng này mà ship xa là phí cao lắm, anh em lấy thì nó nặng tiền thì cân nhắc ha. Đây đó, cổng dài lo nè, hùng còn liền lạc và màu nó còn đen đẹp nha đó, cảm nhận lo đó, một cái lo bát zin một cái quán, rồi cặp này 8 tỷ, anh em nào thích thì liên hệ em đặt hàng, lo ba tắc sân khấu bạo lực đó, cặp này chúng ta ghép âm đi 8-12 sò nha, hàng Bình Dân á. Rồi xin chào anh em nào thích thì liên hệ em lên đơn nha, rồi chân thành cảm ơn, nhớ đăng ký kênh nha các bạn, nó hàng cập nhật liên tục mỗi ngày. Đây giới thiệu sản phẩm thêm, lo nè, IS nè, ba ra mắt nè, đi đăng nè, tiếng đạt nè, ba ra mắt nữa nè, nó đâu B250 nha, có một cặp B500 luôn, hàng này mới về nè, nguyên zin á, hát tốt hết, vệ sinh đang vệ sinh nha, lo này 25 nha, bát 25 á, model B500 hồng đẹp luôn, hàng em cập nhật liên tục hả, anh em nào đam mê âm thanh thì hãy nhớ đăng ký kênh đi, có sản phẩm hot thì liên hệ, có sản phẩm hot thì mình là lên clip liền à, họ ưng ý thì liên hệ đặt hàng chốt hàng thì mà cập trước nha. Rồi xin chào các bạn, đây test lo từng cái cho anh em nghe nha, bát hát nè đó, hàng Bình Dân nha, hát hay vậy chứ quy luật lắm nha anh em, lên hùng lớn bát 30 nha, 800k chép nè, rồi rút đảo qua bên kia đường hơi ồn ào nha anh em, nhưng mà mình sẽ test quay hết à, đây ở cái bên đây nha, đây cái đây làm bát lại nè, hát bình thường nha đó, màn nhúng nha anh em, bát đó chép nè,
tí tách nha. Đó, dạo bây giờ thì còn thiếu mấy ốc nào thì giờ mình tiến hành mình ráp lại và hoàn chỉnh cái lo. Cặp này 8 thị đó, anh em nào hết liên hệ em nha. 8 thị ship hàng khu vực thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó, ship đặt giá phí anh em chịu nha anh em. Cặp này hành lý giá phải chăng à, anh em hết thì liên hệ em ủng hộ nha.